xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dạng toán rất là quen thuộc trong chương trình vật lý lớp 10. Đó là dạng toán mà viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều. Thì ở video đằng trước, video trước thầy đã hướng dẫn cho các bạn là cách viết phương trình chuyển động thẳng đều. Thì trong phương trình chuyển động thẳng đều và phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, thật ra các bước của nó cũng là như nhau. Đúng không ạ? nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái dạng phương trình thôi. giờ chúng ta cũng có các bước là à, chọn hệ quy chiếu rồi viết phương trình tìm các đại lượng x0 rồi vt trong đó t là ảnh số thì à, để không tốn thời gian các bạn thì chúng ta đi ngay vào phương pháp luôn. thì phương pháp bước đầu tiên đó, các bạn tại vì phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều nó phải liên quan tới tọa độ x đúng không ạ? đó là phương trình biểu diễn giữa tọa độ x và thời gian t như vậy bắt buộc chúng ta phải có cái hệ quy chiếu Thì hệ quy chiếu chúng ta phải chọn hệ quy chiếu Ví dụ như đề bài người ta chọn cho mình thì mình không chọn Còn nếu đề bài chưa chọn thì chúng ta thông thường chúng ta chọn hệ quy chiếu Chọn trục tọa độ OX nè Trùng với cái quỹ đạo chuyển động tức là cái đoạn thẳng đó đó rồi gốc thời gian là thường gắn với vị trí ban đầu của vật ví dụ như trục tọa ví dụ như một xe ô tô chuyển động thẳng nhưng đều từ vị trí A đến vị trí B thì trục OX chúng ta chọn cái đoạn AB và bắt đầu chuyển động ở vị trí E thì thông thường chúng ta chọn gốc tọa độ O trùng với cái vị trí ban đầu nó xuất phát tức là trùng O trùng với E đúng không ạ rồi gốc thời gian đúng chưa gốc thời gian thường là lúc xe bắt đầu xuất phát đúng không ạ gốc thời gian t bằng không thường là lúc vật bắt đầu xuất phát rồi hệ quy chiếu nữa đó là vấn đề tư đó là chiều dương chúng ta thường chọn chiều chuyển động của vật làm chiều dương đúng không rồi từ hệ quy chiếu đó thì phương trình chuyển động thẳng đều của chúng ta thì luôn có dạng x nè bằng x không nè cộng là v không t cộng 1 phần 2 AT bình phương. Đúng không ạ? Chúng ta lưu ý cho thầy đó là phương trình chuyển động thẳng đều luôn có dạng xin lỗi phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều luôn có dạng này x bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2 AT bình phương. Thì các bạn muốn viết được phương trình chuyển động thẳng đều này chúng ta phải tìm x0 chúng ta phải tìm v0 và chúng ta phải tìm a đúng không ạ thì từ hệ quy chiếu chúng ta muốn tìm x0 thì chúng ta coi x0 là tọa độ ban đầu của vật. Thông thường x0 nó sẽ bằng với x0 nè, à, nó sẽ bằng OA đó. Tức là từ vị trí ban đầu của vật so với gốc tọa độ O. Và nếu chúng ta chọn là gốc tọa độ trùng với vị trí ban đầu thì x0 này nó bằng 0. Rồi V0 đó chính là vận tốc ban đầu của vật và các bạn cần lưu ý cho thầy đó là bao gồm kẻ dấu theo chiều chuyển động của vật nha đúng không ạ như vậy ví dụ như à, vật bắt đầu chuyển động thẳng à, nhanh dần đều với vận tốc ban đầu đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m trên dây đi nó tăng tốc lên như vậy v 0 đó là 10 còn nếu chúng ta chọn cái chiều chuyển động nó cùng với chiều dương thì v 0 này nó là dương còn chiều chuyển động mà nó ngược với cái chiều dương trên chúng ta chọn đó thì v0 nó lại là âm. Đúng không ạ? Các bạn cần lưu ý. Như vậy chúng ta tìm hai yếu tố này rồi. Sau đó, thời điểm ban đầu là t0 thì thông thường chúng ta chọn là lúc vật bắt đầu chuyển động thông thường là t0 bằng 0. Thì khi đó phương trình chuyển động của chúng ta nó sẽ có dạng này. Đúng không ạ? Thì chúng ta thế x0 vào ở trên này vào, rồi thế v0 vào rồi chúng ta phải tìm A nữa cho thầy Đúng không ạ? Như vậy Chúng ta có X0 rồi Chúng ta có V0 rồi Chúng ta có T0 Thông thường T0 bằng 0 Ở trong này thầy không nói rồi Đúng không? Như vậy chúng ta phải cần tìm A nữa Và lưu ý trong trường hợp này Các bạn cần xét dấu đến chiều chuyển động Đúng không ạ? Chúng ta cần xét dấu đến chiều chuyển động Như vậy chúng ta có nè à, nếu mà vật chuyển động nhanh dần đều á thì gia tốc và vận tốc luôn là số dương nhân tích số gia tốc và vận tốc luôn là số dương còn vật chuyển động chậm dần đều á thì gia tích số giữa gia tốc và vận tốc luôn là số âm đúng không ạ thì dựa vào cái điều kiện này các bạn có thể tìm a được cho thầy chúng ta dựa vào công thức vt v 0 chia cho t đúng không ạ chúng ta lưu ý nếu chúng ta ví dụ như là vật chuyển động nhanh dần đều đi thì vận tốc và gia tốc nó luôn cùng dấu với nhau. Đúng không ạ? Nếu chuyển động thẳng nhanh dần đều thì vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu với nhau. Còn nếu mà vật chuyển động chậm dần đều á thì vận tốc và gia tốc nó sẽ ngược dấu với nhau. Đúng chưa? Như vậy ngược nhau với nhau thì nhân và nhau nó sẽ là âm. Ví dụ như chúng ta chọn chiều dương là chiều chuyển động, đối với chuyển động nhanh dần đều thì vận tốc nó là dương. Còn gia tốc nó cũng là dương luôn. Đúng không ạ? Ta thế số vào nó là dương. Còn nếu vật chuyển động chậm dần đều, chúng ta chọn chiều dương là chiều chuyển động thì vận tốc nó sẽ có giá trị dương, còn gia tốc ở đây nó sẽ có giá trị âm. Và các bạn lưu ý chỗ này để chúng ta xét được tính chất chuyển động là nếu đối với chuyển động nhanh đều tích số giữa gia tốc và vận tốc luôn là số dương còn chuyển động chậm nhanh đều thì tích số giữa gia tốc và vận tốc nó là số âm đúng không ạ như vậy bước thứ ba các bạn cần tìm nữa là tìm a cho thầy nè đúng không chúng ta phải tìm cái dạ đại lượng a đó là gia tốc và tìm a chúng ta thông thường chúng ta dựa vào công thức vt chỉ v không chia t hoặc là đề bài người ta cho sẵn và khi thế a vào cái phương trình này nè Đúng không ạ? Các bạn thấy A vào cái phương trình x bằng x0 cộng v0 t cộng 1 phần 2 t bình phương Thì chúng ta chú ý về dấu của v và dấu của A này Nếu vật chuyển động nhanh nhìn đều Và chiều dương là chiều chuyển động thì v0 là dương, A là dương luôn Còn vật chuyển động chậm nhìn đều nếu chiều dương là chiều chuyển động thì V0 là dương còn A này là âm. Đúng chưa? Chúng ta lưu ý điều đó cho thầy và trong cái bài toán mà chuyển động viết phương trình chuyển động thẳng đều này thì viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều này thì chúng ta thông thường chúng ta gặp cái bài toán mà khi hai vật gặp nhau á tại thời điểm nào và tọa độ x hay là nó cách gốc tọa độ là một đoạn bao nhiêu mét hay bao nhiêu km gì đó thì các bạn lưu ý khi hai vật gặp nhau á thì chúng ta cho hai tọa độ hai phương trình chúng ta viết phương trình chuyển động của hai vật chúng ta cho x1 x2 bằng x2 chúng ta giải cái phương trình bậc hai này chúng ta sẽ suy ra t đó là thời gian nó gặp nhau và chúng ta thế ngược vào t t thế, thế ngược vào x này hoặc là thế ngược vào x 1 này chúng ta sẽ biết được tọa độ của nó thế thôi như vậy thầy nhắc lại muốn viết được phương trình chuyển động thẳng đều chuyên phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều thì chúng ta luôn có dạng là x bằng x0 cộng v0 t cộng 1 phần 2 at bình thì bước đầu tiên các bạn phải chọn hệ quy chiếu đúng không hệ quy chiếu thì các bạn phải làm rõ cho thầy bốn vấn đề này trục tọa độ gốc tọa độ gốc thời gian chiều dương đúng chưa thì sau khi chúng ta chọn hệ quy chiếu rồi nếu đề bài người ta chọn rồi thì mình không chọn nữa nha mình phải làm theo hệ quy chiếu của đề bài còn nếu người ta chưa chọn thì các bạn phải chọn cho thầy hệ quy chiếu gồm 4 vấn đề này. Sau khi có hệ quy chiếu rồi thì các bạn phải tìm x0 cho thầy, tìm v0 và tìm a cho thầy. Thì thông thường x0 của ông ta nó x0 là vị trí ban đầu của vật so với gốc tọa độ. Thông thường x0 này chính bằng 0 tại vì ban đầu vật ở a và gốc tọa độ ở ô như vậy ô trùng với a nếu theo hệ quy chiếu thì thông thường nó bằng không còn v 0 ở đây các bạn đọc đề bài chúng ta lưu ý v không đó là vận tốc ban đầu đúng không giống như ở các video trước thầy đã chú ý rồi đó nếu đọc đề bài chúng ta thấy bắt đầu chuyển động thì v không bằng không đang chuyển động với vận tốc bao nhiêu thì đó đó là v 0 bằng mấy và khi thế vào cái phương trình trên này các bạn phải lưu ý về dấu nữa đúng không thế v không và lưu ý về dấu nếu vật chiều dương là chiều chuyển động thì v không là dương chiều dương ngược chiều chuyển động thì V0 lại là âm đúng chưa rồi cái bước thứ ba nữa thì các bạn cần tìm gia tốc A này thì muốn tìm gia tốc A này các bạn sẽ dựa vào cái công thức thông thường đề bài nó cho nhưng thông thường chúng ta sẽ tính A bằng VT chữ V0 chia T và khi thế vào cái phương trình này đó thì các bạn phải chú ý về dấu của A nếu vật chuyển động nhanh dần đều thì a và v0 nó luôn cùng dấu với nhau. Còn vật chuyển động chậm dần đều thì a và v không sẽ ngược dấu với nhau. Đúng chưa? Và chúng ta lưu ý cái tích số này để chúng ta xác định tính chất của chuyển động. Nếu chuyển động nhanh dần đều thẳng nhanh dần đều thì tích số a và vận tốc luôn dương. Nếu chuyển động chậm dần đều thì tích số a và vận tốc sẽ là âm. Đúng chưa ạ? Thì đó là lý thuyết của mình Bây giờ thầy sẽ mời các bạn đi làm cho thầy các bài tập vận dụng này Thử xem coi đề bài, bài nó diễn ra như thế nào đây <laughs> Rồi bây giờ chúng ta đi tham khảo bài tập vận dụng số 1 Một vật chuyển động thẳng chậm nhìn đều với vận tốc ban đầu là 3m trên giây Gia tốc có độ lớn là 2m trên dây bình phương biết thời điểm ban đầu ở vật ở gốc tọa độ và chiều và chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ viết phương trình như vậy cái bài này người ta đã chọn hệ quy chiếu cho mình rồi đây hệ quy chiếu nè ban đầu vật ở gốc tọa độ nè chiều dương ngược chiều chiều và chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ như vậy chiều dương ngược với chiều chuyển động nè như vậy mình viết phương trình câu 1 bài 1 nè bài này thì đơn giản rồi người ta đã chọn rồi ta có nè phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều đúng không phải viết tắt luôn hen các em x sẽ bằng x0 nè cộng v0t nè cộng 1 phần 2 at bình phương đúng không ạ rồi bây giờ chúng ta thế số vào đây Bây giờ chúng ta coi nè. Biết thời điểm ban đầu vật ở gốc tọa độ, đúng không? x không ở đây là vị trí ban đầu của vật so với gốc tọa độ như vậy thời điểm ban đầu vật ở gốc tọa độ thì x không coi như bằng không hoặc là các bạn có thể vẽ ra nè đây thầy vẽ hình ra đúng chưa thầy vẽ hình ra đây thầy vẽ ra cho các bạn hiểu rõ hơn nha chỗ này Đây là O Đây là X Đúng không? Ban đầu vật ở đây Ban đầu Tại vì đề bài ta nói Thời điểm ban đầu vật à, à, gốc tọa độ mà Đúng không ạ? Nga biết rằng thời điểm ban đầu vật Ở gốc tọa độ và chiều chuyển động Là ngược chiều dương Như vậy đây là chiều dương Cái đoạn này là OX đây các em Đúng không ạ? Đây là chiều âm Coi như trừ X đây thì chỗ này là cộng x đúng không ạ và vật chuyển động với vận tốc ban đầu đây với vận tốc ban đầu là 3 mét trên dây đây là v0 của chúng ta đúng chưa chúng ta có thể minh họa hình vẽ như vậy như vậy nhìn vào đây các bạn thấy nè x0 là bằng 0 nè cộng v0t nè v0 đề bài người ta cho biết vận tốc ban đầu là 3 mét trên dây nhưng vì nó đang ngược chiều dương như vậy chỗ này các bạn phải thế là trừ 3 nè T nè Rồi gia tốc nè Gia tốc có độ lớn là hai Đây là chuyển động chậm dần đều Thì gia tốc và vận tốc sẽ trái dấu với nhau Đúng chưa Vận tốc thì các bạn đã thế là Âm 3 rồi Thì gia tốc các bạn phải thế là dương 2 Như vậy chỗ này 2 x 1 phần 2 Thì ra một như vậy T bình Hay là phương trình chuyển động của ông ta Nó sẽ có dạng X sẽ bằng là T bình trừ 3T Thế là xong đó là xong câu 1, đúng không? Rất đơn giản các bạn ạ. À. Rồi, bây giờ chúng ta đi cùng đi thanh khảo câu thứ 2, xem coi nội dung câu số 2 ra sao đây. Bài số 2 Một đoạn dốc thẳng dài 62,5 mét, nam đi xe đạp và khởi hành từ chân dốc đi lên đúng không ạ đi lên với vận tốc là 18 km trên giờ chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn là 0,2 m trên giây câu a người ta yêu cầu viết phương trình đúng không ạ như vậy thầy dạy câu a phương trình chuyển động của nam thì muốn viết phương đây là chuyển động chậm dần đều đúng không ạ chuyển động chậm dần đều như vậy chúng ta phải chọn hệ quy chiếu này đúng chưa thầy minh họa à, bằng hệ quy chiếu bằng cái hình vẽ luôn đi cho nó nhanh đúng không các bạn chọn trục uh, tọa độ nè trùng với cái uh, từ dưới chân dốc lên uh, lên đỉnh dốc như vậy từ đoạn dốc này thẳng dài như vậy coi như là đoạn thẳng đúng chưa rồi thầy chọn gốc tọa độ ô nè trùng với cái chân dốc đúng chưa gốc tọa độ ô trùng với chân dốc chiều dương là chiều chuyển động đây là chiều dương đây là chiều chuyển động đúng không đây là ban đầu với vận tốc là v0 đây. Đây là v0. Đúng chưa? Như vậy thầy chọn là O này trùng với A e nè chiều dương nè cùng với chiều của vectơ OX này, đúng chưa? Rồi. Viết phương trình chuyển động gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu là lúc uh, Nam bắt đầu uh, đạp xe lên đó như vậy gốc thời gian t0 0 là vật là nam lúc vào bắt đầu chạy lên thì phương trình chuyển động phương trình chuyển động thẳng chậm dần đều này dần đều có dạng nè chúng ta ghi ra x là bằng x không nè cộng nè v 0 t cộng 1 phần hai at bình phương rồi thầy thế số vào x không tại góc tọa độ O trùng với chân dốc như vậy x0 bằng 0. Rồi V0 chiều dương là chiều chuyển động 18 km trên giờ. Thay đổi ra nó là 5 m trên dây Như vậy chiều dương cùng với chiều chuyển động như vậy vận tốc chúng ta thế giá trị dương 5 t. Vì đây là chuyển động chậm dần đều như vậy gia tốc và vận tốc sẽ trái dấu nhau. Đúng chưa ạ? Gia tóc và vận tóc sẽ trái dấu nhau Vì vận tóc các bạn đã thế là dương 5 Thì gia tóc các bạn phải thế là âm 2 Âm 0.2 Tại vì đề bài người ta cho mình biết là Gia tóc à, à, là Âm à, là 0.2 mà Như vậy các bạn thế vào đây Chúng ta sẽ là trừ 0.2 Trừ 0.2 chia cho 2 Thì nó ra là trừ 0.1 T bình phương Như vậy phương trình của ông ta Nó sẽ có dạng x nè sẽ bằng là 5t trừ 0,1 t bình đó là xong cái câu a của chúng ta rồi tiếp tục các bạn coi câu b coi đề bài nó nói như thế nào câu b người ta nói rằng nam đi hết đoạn dốc trong bao lâu đúng chưa như vậy à, chúng ta coi đoạn dốc này là dài là 20 20 62,5 mét thì cái x này tọa độ chúng ta thế 62,5 mét này vào vào đây chúng ta giải phương trình thì chúng ta sẽ chúng ta đây các bạn nè người ta hỏi Nam đi hết đoạn dốc bao nhiêu lâu đề bài người ta cho mình biết nè cái đoạn dốc này là dài 62,5m như vậy cái tọa độ x là từ đây đến đây ví dụ như đoạn ốc đoạn dốc là từ A đến B đi thì các bạn thế T vào cái phương trình này chúng ta sẽ giải phương trình này tìm T là ra thời gian đúng chưa như vậy thời gian nam đi hết đoạn dốc nè thì giải thời gian nam đi hết đoạn dốc thầy thế t vào phương trình này như vậy à, x là bằng 62,5 hoặc là chúng ta thế vào phương trình s được thật ra s với x là bằng nhau nè tại vì v không đồng không rồi x không đồng không rồi đúng không chúng ta thế vào là 62,5 à, bằng 5 t trừ 0,1 t bình phương rồi chúng ta bấm máy giải cái phương trình bậc hai là trừ 0,1 t bình phương cộng 5 t đúng không ạ trừ 62,5 bằng 0 rồi các bạn bấm máy rồi chúng ta bấm máy bây giờ bấm máy đây rồi khi giải thì chỗ này chúng ta coi giải phương trình bậc hai này thì nó ra nghiệm kép t này bằng là 25 đúng không ạ như vậy đây là 25 giây vậy nam đi hết đoạn dốc này là 25 giây đúng chưa đó là xong cái câu số 2 rồi đúng không ạ 25 giây rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp tục câu số 3 xem coi nội dung câu số 3 ra sao đây cho phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục x có dạng là x bằng 10 cộng 4t trừ 0,5t bình vận tốc của uh, chuyển động sau 2 giây là bao nhiêu thì chúng ta lưu ý rằng phương trình chuyển động của chúng ta chúng ta chỉ học hai loại phương trình chuyển động đó là phương trình chuyển động thẳng đều và phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều thì trong phương trình chuyển động thẳng đều á thì nó là hàm bậc một của thời gian đúng không ạ x bằng x0 cộng v nhân t. Chúng ta học ở tiết trước rồi, ở các video trước rồi. Còn phương trình chuyển động biến độ đều, thẳng biến độ đều thì nó là hàm bậc 2 của thời gian. Đúng chưa? Phương trình chuyển động thẳng biến độ đều chúng ta có dạng là x nè bằng x0 nè cộng cho gì đây ạ? À? V0t nè cộng 1 phần 2 AT bình. Như vậy phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều nó là hàm bậc 2 của thời gian Như vậy bài này người ta yêu cầu mình tính vận tốc của chuyển động sau 2 giây Thì đây là chuyển động biến đổi đều Thì vận tốc của vật tại thời điểm T chúng ta sử dụng công thức VT bằng V0 cộng cho AT Như vậy các bạn muốn tìm vận tốc tại 2 giây thì T bằng 2 Chúng ta phải tìm V0 và phải tìm A Đúng chưa? Như vậy Bài 3 này chúng ta dạy như sau. Chúng ta so sánh cái phương trình người ta cho với cái phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều tổng quát này. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy x0 nè. Các bạn nhìn vào chúng ta thấy x0 là bằng mấy ạ? À? Có phải bằng 10 không? Đúng không? x0 là nằm nguyên, nó lại là số tự do. Nó là 10. Rồi v0 là trước t. Nó là mấy ạ? À? V0 nó là 4. Như vậy v0 ở đây chỗ này là 4 m trên dây rồi chỗ này trước t bình là 1 phần 2 a như vậy 1 phần 2 a bằng trước t bình là trừ 0,5 như vậy thầy có thể suy ra a luôn nó bằng là trừ 1 m trên dây bình phương đúng không ạ à? như vậy vận tốc của chúng ta tại thời điểm 2 giây vt bằng v0 cộng at thầy thế số vào V0 chỗ này là 4 cộng cho A là 1 trừ 1 nhân cho 2. Như vậy chỗ này ra là 2 m trên dây. Đó là xong cái bài số 3. Rất đơn giản đúng không các bạn? Rồi chúng ta qua bài số 4 xem coi nội dung bài số 4 ra sao đây. Bài số 4 nói rằng <laughs> phương trình cơ bản của một vật chuyển động nó có dạng như thế này. Hãy xác định vận tốc của vật, gia tốc của chuyển động và cho biết tính chất của chuyển động. Như vậy chúng ta thấy phương trình chuyển động nó là hàm bậc 2. Hàm bậc 2 của thời gian thì phương trình này chắc chắn là phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều rồi. Thì chúng ta so sánh với cái phương trình tổng quát nè. Chúng ta có nè. Ta có x bằng x0 nè cộng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. Đây là phương trình tổng quát. Phương trình người ta cho thầy có thể viết lại. Chỗ này hệ số tự do thầy viết trước đi. Nó là 12 nè. Cộng cho chỗ này T hàm bậc nhất. Đó là trừ 18. Như vậy chỗ này trừ 18 ha. Trừ 18 T nè. Rồi chỗ này là hàm bình phương nè. Như vậy chỗ này là 6 T nè. Chúng ta so sánh vào đây, chúng ta thấy nè, chúng ta suy ra nè, x0 nó bằng 12 rồi, đúng không ạ, thầy khỏi ghi ha. Rồi tìm vận tốc của vật, chúng ta thấy v0 nè, v0 nó bằng bao nhiêu ạ, bằng trừ 18, đúng không ạ, cm trên dây. Được chưa, tại chỗ này cho cm, như vậy trừ 18, rồi A của chúng ta là trước T, 1 phần 2A chiếc tay bình đó 1 phần 2 A bằng 6 như vậy A sẽ bằng 12 nè A sẽ bằng 12 nè cm trên dây bình phương nè như vậy mình đã tìm được vận tốc và gia tốc của chuyển động bây giờ mình người ta cho biết tính chất của chuyển động chúng ta nói vì nè A nhân V nè nhỏ hơn 0 âm nhân dương nhỏ hơn 0 như vậy âm nhân dương nhỏ hơn 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều lý thuyết của chúng ta đã nói rồi như vậy chúng ta nói vì a nhân v nhỏ hơn không thì suy ra chuyển động thẳng chậm dần đều đúng không ạ à? thầy viết tắt luôn ha đó là câu a rồi tới câu b đề bài người ta nói câu b là vận tốc của vật ở thời điểm 2 giây là bao nhiêu như vậy bài này chúng ta dùng công thức vt đối với chuyển động biến đổi độ đều thì vận tốc tại thời điểm t luôn sử dụng công thức là v0 cộng at rồi thầy thế số rồi có a hết có v0 hết có t hết chỗ này v0 chúng ta thế là trừ 18 cộng cho 12 nhân cho nhân cho mấy ạ à? nhân cho 2 12 nhân 2 ra 24 24 trừ 18 thì được là là 6 cm trên giây. Đúng không? Đó là xong bài số 4. Như vậy chúng ta đã giải quyết bài số 4 xong. Bây giờ thầy mời các bạn cùng đi tham khảo với thầy bài số 5. Nội dung xem nội dung bài số 5 ra sao đây. Rồi, chúng ta có bài số 5. Chất điểm chuyển động trên trục OX bắt đầu chuyển động tại lúc thời điểm t bằng không có phương trình chuyển động là trừ t bình cộng 10 t cộng 8 đơn vị là mét người ta yêu cầu mình phương viết phương trình vận tốc của vật như vậy chúng ta thấy phương trình chuyển động nó là hàm bậc 2 thì đây là phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều như vậy phương trình vận tốc của ông ta luôn có dạng Đúng không ạ? Phương trình vận tốc của các bạn luôn có dạng VT nè bằng V0 cộng cho AT nè. Do đó, các bạn muốn viết được phương trình vận tốc thì chúng ta phải viết được V0, phải biết được A. Còn T là ẩn rồi, các bạn không làm nhé, không tìm T. Tại phương trình mà, phương trình thì phải có ẩn thôi, đúng không ạ? Rồi, như vậy chúng ta phải tìm V0. Bây giờ thầy so sánh với cái phương trình tổng quát nè. Phương trình tổng quát của chuyển động thẳng biến đổi đều nè x sẽ bằng x0 nè cộng là v0t nè cộng 1 phần 2 nè at bình đó giống như mấy câu trên chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy x0 nó bằng mấy ạ à? hệ số tự do là là 8 như vậy x0 bằng 8 đây rồi v0 là trước t trước t mũ 1 đó như vậy nhìn vào đây v0 nó là bằng bằng 10 rồi muốn tìm A như vậy trước T bình phương là A như vậy 1 phần 2 A bằng trừ 1 thì suy ra A bằng trừ 2. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy là V0 nó bằng là 10. Rồi A như nãy thầy đã nói 1 phần 2 A bằng trừ 1 suy ra A bằng trừ 2 như vậy trừ 2 T. Đó là xong. Xong cái câu số 5 luôn. Quá đơn giản đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thầy có một số cái bài tập trắc nghiệm này. Mời các bạn cùng giải với thầy các bài tập trắc nghiệm này xem coi như thế nào đây. Câu 1. Từ phương trình chuyển động x bằng trừ 3t bình cộng 5t cộng 9 đơn vị là mét. Nó hỏi tính chất của chuyển động là bao nhiêu? Là gì? Đúng không? Đáp án A chuyển động chậm dần đều nhanh dần đều đứng yên chuyển động thẳng đều như vậy chúng ta thấy nè cái phương trình chuyển động nó làm bậc hai thì chắc chắn đây là chuyển động biến đổi đều rồi chúng ta không thể nào chọn đáp án thẳng đều và đứng yên được như vậy loại hai đáp án này bây giờ chúng ta muốn biết nó là chuyển động chậm dần đều hay nhanh dần đều thì các bạn phải chú ý nếu nhanh dần đều thì a nhân v đúng không nhân dần đều thì a nhân v này là số dương nè à xin lỗi đây trên này chậm dần đều như vậy a nhân v là số âm nè còn nhanh dần đều thì a nhân v này là số dương nè đúng không ạ như vậy chúng ta so sánh với phương trình tổng quát x bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2 at bình. Các bạn nhìn vào đây chúng ta thấy V0 nó là dương 5 nè. 1 phần 2A nó là âm 3 nè. Như vậy số dương nhân với số âm thì nó là số âm. Số âm thì đây sẽ là chuyển động thẳng chậm dần đều. Như vậy câu số 1 chúng ta chọn đáp án A luôn. Đúng chưa? Rồi. Tiếp tục chúng ta qua câu số 2. <laughs> từ phương trình vận tốc tính chất của chuyển động là bao nhiêu như vậy chúng ta thấy chúng ta thấy chuyển động thẳng đều á chuyển động thẳng đều thì vận tốc nó là hàng số hàng số đúng không ạ đối với chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng trong đó vận tốc không thay đổi theo thời gian như vậy chuyển động thẳng đều nó là hàng số còn chuyển động biến đổi đều á thì vận tốc nó là hàm của thời gian như vậy chúng ta so sánh cái phương trình tổng quát là vt nè bằng v0 cộng a nhân t đó. Thì chúng ta thấy phương trình vận tốc nó biến đổi theo hàm bậc nhất của thời gian thì đây là chuyển động thẳng biến đổi đều. Do đó các bạn cũng loại cho thầy đáp án C, loại đáp án D. Rồi nếu là nhanh dần đều thì a nhân v là dương đúng không ạ? À? nhanh dần đều a nhân v là dương, nếu chậm dần đều thì a nhân v là là âm. Chúng ta nhìn vào đây thấy đây v không nó là dương 15 nè. a nó là dương 5 nè. Như vậy dương nhân dương thì ra dương, do đó đây là chuyển động nhanh dần đều đang án B. Chất điểm chuyển động trên trục Ox bắt đầu chuyển động tại thời điểm t bằng 0. Phương trình chuyển động có dạng là t bình đúng không ạ à, phương trình chuyển động có dạng t bình cộng 10 t cộng 8 người ta hỏi chất điểm chuyển động như thế nào chậm dần hay nhanh dần theo chiều dương chiều âm như vậy phương trình là hàm bậc 2 thì chắc chắn là chuyển động biến đổi đều rồi bây giờ người ta hỏi là à, chất điểm chuyển động theo chiều nhanh dần đều hay chậm dần đều theo chiều dương hay chiều âm thì muốn biết nó nhanh dần đều thì chúng ta tìm tích số a nhân v hay chậm dần đều chúng ta chỉ cần tìm tích số a nhân v thôi bây giờ chúng ta thấy nè v của chúng ta chúng ta so sánh với phương trình tổng quát x bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2 at bình phương các bạn thấy đây trước t là v0 là dương 10 trước 1 phần 2a là t bình t bình trước t bình là 1 phần 2a như vậy cộng 1 như vậy dương nhân cho dương, hai số dương nhân nhau thì ra số dương. Chắc chắn đây là chuyển động nhanh dần chứ không phải là chuyển động chậm dần được, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn biết nó chuyển động theo chiều dương hay chiều âm thì các bạn xem coi vận tốc, nếu vận tốc dương thì nó chuyển động theo chiều dương, còn vận tốc nó âm thì nó chuyển động theo chiều âm. Các bạn nhìn vào đây chúng ta thấy vận tốc nó là dương 10 nè vận tốc nó bằng cộng 10 nè như vậy lớn hơn không thì đây chắc chắn chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương chúng ta chọn đáp án D thế thôi rồi mời các bạn cùng theo dõi tiếp tục câu số 5 <laughs> nội dung câu số 5 như sau chất điểm chuyển động trên trục OX bắt đầu chuyển động tại thời điểm T bằng không có phương trình là x bằng t bình cộng 10t cộng 8 giống như câu chê người ta hỏi phương trình vận tốc của vật là bao nhiêu thì giống như cái câu này hai câu này có phương trình như nhau đúng không ạ hai câu này có phương trình như nhau nè đều là cộng 8 t bình cộng 10t cộng 8 chỗ này cũng t bình cộng 10t cộng 8 thì từ đây thầy suy nhanh ra luôn à, V0 này Các bạn suy nhanh ra nó là 10 Đúng không ạ? Rồi chúng ta suy ra A này Trước T bình là 1 phần 2A Như vậy 1 phần 2A bằng 1 Như vậy đưa chéo lên A nó sẽ bằng 2 Đúng không ạ? Như vậy chúng ta quay trở lại cái bài này Phương trình vận tốc thì luôn có dạng là VT bằng V0 cộng AT các bạn thế số vào v0 đây là 10 cộng cho 2t. Như vậy so sánh vào đây chúng ta nhìn đáp án câu này là đáp án B. Đúng không ạ? À? Đáp án câu số 5 là đáp án B. Rồi, mời các bạn cùng qua câu số 6. Một vật chuyển động thẳng có phương trình là 4t bình cộng 20t. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t 1 2 giây, t1 bằng 2 giây đến thời điểm t2 là bằng 5 giây. Đúng không? Tính thời điểm từ t1 đến t thời, thời t2. Như vậy thời gian nó đi á là chỉ là 3 giây thôi các bạn. Chúng ta lưu ý nha. À hoặc là các bạn có thể thế t1 thế vào tìm được x1, t2 các bạn thế vào tìm được x2. Như vậy thế được tọa độ tại thời điểm t1 thế tọa độ tại thời điểm t2 thì các bạn muốn tính quãng đường đi được lấy x2 chữ x1 đúng không ạ? À? Bây giờ thầy thế x1 đi. Hoặc là chúng ta có thể tính cách khác, chúng ta tính S bằng V0T cộng 1/2AT bình đó, muốn tính cách nào cũng được. Nhưng vì bài này nó cho ngay cái T1 cho tọa độ rồi, cho thời điểm T1 như vậy các thể bạn thế vào tìm x1. Thế vào tìm x2 thì chúng ta sẽ tính được quãng đường đi. Thế thôi. X1 thầy thế T1 vào đây. 4 x 2 bình. 2 bình phương là 4 x 4 ra là 16. Đúng không ạ? À? 2 bình phương 4 x 4 16. Chỗ này 2 nhân cho 20 nhân cho 2 thì ra 40. 40 cộng với 16 thì ra là 56. 56. Đúng không ạ? À? Rồi. Bây giờ chúng ta tìm x2. Thầy thế T2 vào đây thì thế T2 là 5 bình phương như vậy chỗ này 4 nhân 5 bình phương ra là 25 cộng với 20 nhân cho 5 thì ra 100 25 đúng không ạ 25 nhân cho 4 thì ra là 5 4 20 viết 0 nhớ 2 4 nhân 2 là 8 với 2 nữa là 10 như vậy là 100 cộng 100 ra 200 như vậy quãng đường đi được thì các bạn lấy tọa độ thằng lớn trừ cho đọa tọa độ thằng bé. Như vậy lấy 200 trừ cho 150 200 trừ cho 56 nè thì nó ra là 144. Vì đây đơn vị là mét như vậy các bạn phải chọn đáp án B. Đúng không ạ? À? Đó là xong cái câu số 6. Rồi, bây giờ tiếp tục mời các bạn qua câu số 7 xem coi nội dung câu số 7 ra sao đây. Người ta nói rằng phương trình chuyển động nào sau đây cho biết vật đang chuyển động nhanh dần đều dập theo trục OX. Thì phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng là x bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2 at bình. Như vậy nó phải là hàm bậc 2 của thời gian, đúng không các bạn? phương trình bậc à, phương trình chuyển động thẳng đều nó phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều nó phải là hàm bậc hai của thời gian và để nó là chuyển động thẳng nhanh dần đều đó thì chúng ta phải có a nhân v phải là số dương đúng không ạ như vậy chúng ta xét câu a nè đây là hàm bậc hai của thời gian nè v không của chúng ta là năm nè dương năm với lại âm như vậy âm nhân dương dương nhân âm thì ra âm như vậy câu này chúng ta không chọn nó đúng chưa rồi. Cô B, chúng ta thấy là V0 ở đây nó không có. Bậc 1 không có thì coi như nó bằng 0 như vậy. Ai ra tóc nào là âm. Như vậy chúng ta câu này chúng ta chưa đủ dữ kiện chúng ta xét nó được. Tại vì chúng ta coi như là bài này chúng ta coi như V0 nó bằng 0 nè. A nó bằng là chỗ này là 1 phần 2 A bằng 1. Như vậy suy ra A bằng 2 nè. Đúng không ạ? chỗ này chúng ta nhân vào nó bằng không rồi như vậy chỗ này chúng ta chưa đủ dữ kiện chúng ta xét tại vì chúng ta biết nó chưa biết chiều chuyển động vận tốc nó là bao nhiêu như vậy câu này chúng ta cũng loại nó đi rồi câu c nè chúng ta thấy câu c nè đây là vận tốc đầu là trừ hai gia tốc nó là âm rồi như vậy âm với âm thành dương nè như vậy a nhân v nó là số dương đó là chuyển động nhanh nhìn đều chúng ta chọn nó còn câu dưới này âm nhân âm âm nhân dương thành âm âm thành âm thì là chuyển động chậm dần đều chúng ta không chọn nó thế thôi đúng chưa rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp tục câu số 8 xem coi nội dung câu số 8 ra sao đây vật chuyển động thẳng có phương trình x bằng 2t bình trừ 4t cộng 10 đơn vị mét trên giây Người ta hỏi rằng vật sẽ dừng lại tại vị trí x bằng bao nhiêu, tức là từng x bằng bao nhiêu đó các em. Thì muốn biết là khi vật dừng lại đó thì thời gian nó đi được là bao nhiêu? Thời gian nó đi được là t rồi các bạn thế vào phương trình này chúng ta sẽ biết được cái vị trí x nó là như vậy. Đúng chưa? Rồi nhìn vào đây chúng ta so sánh với phương trình tổng quát là x là bằng x0 nè cộng v0t nè cộng 1/2 at bình nè. Chúng ta suy ra được x0 x0 chỗ này là 10 đó các em. Rồi, chúng ta suy ra được v0 là trước t đó là -4 đó. Rồi chúng ta suy ra được a 1/2a bằng trước t bình là bằng 2, như vậy suy ra a bằng 4 đó các em. Đúng không ạ? À? Rồi khi vật dừng lại khi vật dừng lại thì các bạn nhớ là vt là bằng v0 nè cộng at nè khi dừng lại thì vt này nó sẽ bằng 0 như vậy từ đây các bạn suy ra t đúng không ạ nó sẽ bằng là trừ v0 chia cho a các bạn tìm thời gian thế vào trừ cho trừ 4 thành cộng 4 cộng 4 nhân À, trừ cho trừ 4 thành cộng 4 nè Cộng 4 chia cho 4 thì được 1 giây Đúng không ạ? Như vậy thời gian nó sẽ dừng lại Từ lúc chuyển động cho tới giúp dừng lại là 1 giây Rồi các bạn thế T bằng 1 vào X Chúng ta được Thế T bằng 1 nè T bằng 1 vào X nha Rồi thầy thế, thế nè 2 x 1 bình Như vậy ra 2 ở đây chỗ này là 4 x 1 ra là trừ 4 cộng 10. Như vậy 2 trừ 4 cộng 10 thì nó sẽ là 8. Như vậy câu này chúng ta chọn đáp án D. Rồi bây giờ mời các bạn cùng đi với thầy câu số 10 xem coi nội dung câu số 10 như thế nào đây. Phương trình chuyển động của một vật trên trục OS có dạng x bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2 t bình. Nó không cho biết điều gì. Như vậy nhìn vào phương trình này các bạn có thể biết được tọa độ ban đầu nè. Có thể biết được vận tốc ban đầu nè. Có thể biết được gia tốc nè. A nè. Rồi cũng có thể biết được tính chất của chuyển động nè. Nếu V0 nhân A nè. Dương thì nó là nhanh dần đều. Còn V0 E âm thì nó thẳng chậm dần đều. Như vậy câu A tọa độ ban đầu là đúng nè, cho biết nè, vận tốc ban đầu cho biết nè, cho biết tính chất của chuyển động nè, cũng cho biết nè, như vậy đáp án D. Được chưa Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi câu số 11. Thì câu số 11 nó có cái hình vẽ này. Hình bên là đồ thị vận tốc của chuyển động theo 3 giai đoạn. Đúng không? Đây là vận tốc. Chúng ta muốn giải một đồ bài toán đồ thị đó thì các bạn phải phân tích ra đồ thị này là biểu thị mối liên hệ giữa ai với ai như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy biểu thị này biểu thị mối liên hệ giữa vận tốc và thời gian chúng ta thấy tại thời điểm chúng ta nhìn vào đây nó có ba giai đoạn giai đoạn 0 đến a nè đúng không khi thời gian tăng thời gian tăng từ 0 đến 1 vận tốc tăng từ 0 đến 6 như vậy đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều rồi từ b đến a nè Chúng ta thấy khi thời gian tăng từ 1 đến 3 giây thì vận tốc nó không đổi nè. Như vậy giai đoạn BA nó là chuyển động thẳng đều đó. Từ B đến C nè, vận tốc tăng, thời gian tăng từ 3 đến 4 giây thì vận tốc nó giảm đều đi xuống từ 12 đến 6. Như vậy đây là chuyển động chậm dần đều nè, đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào đây, chúng ta làm cho thầy cái bài số 11 xem coi nội dung câu số 11 ra sao đây. Câu 11 nó hỏi tính chất của chuyển động trên đoạn OA là tính chất chuyển động của vật trên đoạn OA là như thế nào. Như vậy câu à, như nãy giờ thầy phân tích đó, trên đoạn OA này á nó là chuyển động nhanh dần đúng không? Nhanh dần đều. Do đó chúng ta không có chọn đáp án C và đáp án D. Chúng ta chọn loại hai đáp án này đi. Bây giờ người ta hỏi chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là bao nhiêu? Đúng không ạ? Chúng ta thấy nè, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là bao nhiêu đó. Thì bây giờ chúng ta muốn tìm gia tốc thì các bạn dựa vào công thức. Thế thôi, chúng ta có A nè. Các bạn dựa vào công thức này. A bằng VT trừ V0 chia cho T trừ T0. Đúng không ạ? VT các bạn thấy nè. 12 trừ V0 là bằng 0 ngay gốc tọa độ đó. Vận tốc tại thời điểm 12 m trên giây đó là 1 như vậy T này bằng 1. Trừ T0 vận tốc tại thời điểm vận tốc bằng 0, thời gian tại thời điểm bằng 0 đó là 0. Như vậy chỗ này ra 12 m trên dây bình phương. Do đó câu số 11 này các bạn chọn trên đoạn OA vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 12 m trên dây bình phương mới đúng nha. Tại vận tốc đơn vị là mét như vậy chỗ này phải là mét trên dây bình phương. Đúng không ạ? À? Do đó câu 11 chúng ta chọn đáp án B. Rồi, tiếp tục câu số 12 xem coi như thế nào đây. Cho vật bắt đầu chuyển động từ gốc tọa độ O tại thời điểm T bằng 0. Phương trình chuyển động của vật trên đoạn OE là bao nhiêu? Như vậy, cái câu này người ta yêu cầu mình viết phương trình chuyển động trên đoạn OE. Thì cho vật bắt đầu chuyển động tại gốc tọa độ O. Đúng không? Thời gian... Là bắt đầu xuất phát Tức là bắt đầu chuyển động Đúng không Vật chuyển động gốc tọa độ O Như vậy chúng ta thấy là X0 nè Nó sẽ bằng không đó Đúng chưa Như vậy nhìn vào đây Các bạn coi so sánh nè Phương trình chuyển động Nó có dạng là X nè Bằng X0 nè Cộng V0T nè Cộng 1 phần 2 AT bình đó rồi các bạn thế số vào những dư nãy giờ chúng ta phân tích đó x0 này bằng 0 nè. Cộng cho v0 nè. V0 như nãy chúng ta coi như nó bằng 0 nè, trên này v0 bằng 0 đúng không? Như vậy chỗ này là 0 nhân t là bằng 0 rồi. Cộng 1 phần 2 A. A là 12. Như vậy là 12 chia 2 được 6 T bình nè. Như vậy phương trình của chúng ta chỉ có dạng là 6 T bình phương thôi các bạn. Chúng ta coi câu số 12 Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A Đúng chưa? Rồi câu số 13 Quãng đường vật đi được trong giai đoạn 1 Đúng không ạ? Quãng đường vật đi được Thì các bạn sử công thức là Trong giai đoạn 1 là giai đoạn OA đó Đây Quãng đường vật đi được Chúng ta tính S nè Đúng chưa? thì S chúng ta có thể dùng nhiều công thức các bạn có thể dùng công thức độc lập thời gian đúng không ạ ta có nè công thức độc lập thời gian là VT bình nè trừ V0 bình nè bằng 2 AS nè từ đây các bạn có thể suy ra S là bằng VT bình nè trừ V0 bình nè chia 2 A nè rồi VT bình là 12 bình phương đúng không ạ 12 bình phương là 144 trừ v không bình là bằng không rồi các bạn khỏi ghi chia cho 2 nhân cho a là 12 144 chia 12 ra 12 12 chia 2 được 6 mét nè như vậy chúng ta coi câu số 13 chúng ta chọn 6 mét đáp án C đúng chưa rồi chúng ta coi câu 14 Đề bài người ta hỏi câu 14 à, Tính chất chuyển động của vật trên đoạn đường BC là như thế nào? Thì cái đoạn đường BC này như nãy giờ chúng ta phân tích nè Chúng ta thấy cái đoạn đường BC có phải vận tốc tăng thời gian từ 3 đến 4 giây vận tốc nó giảm không? Thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều Do đó các bạn loại đi cho thầy cái đáp án nhanh dần đều là đáp án C và đáp án A. Rồi đề bài nó hỏi vận tốc đúng không? Chuyển động nhanh dần đều chúng ta loại đi. Nó hỏi gia tốc là bao nhiêu? Thì các bạn tính gia tốc cho thầy. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta tính gia tốc A nè. A trên đoạn đường BC đó, chúng ta cũng dùng công thức VT chữ V0 chia T chữ T0 thế thôi. Rồi. VT là vận tốc lúc sau. Đây, là tại C nè thế vào nhìn vào đây chiếu qua nó bằng 6 nè trừ V0 là vận tốc đầu của đoạn đường này nè chiếu vào đây nó là 12 nè T nè T tại thời điểm 6 nè như vậy chiếu vào đây nó là 4 nè T0 tại thời điểm 12 nè chiếu vào đây nó là bằng 3 nè như vậy 6 trừ 12 được trừ 6 chia cho 1 như vậy trừ 6 m trên dây bình phương. Đáp án chỗ này là trừ 6. Chúng ta nhìn vào đây. Câu 14. A là trừ 6. Chậm dần đều A bằng trừ 6. Đáp án D. Đúng không ạ? Rồi mời các bạn cùng theo dõi tiếp tục câu số 15. Đề bài người ta hỏi quãng đường vật đi được trong giai đoạn 3 là bao nhiêu như vậy trong giai đoạn 3 là cái giai đoạn BC đó các em chúng ta coi giai đoạn BC đây đây giai đoạn BC nó hỏi quãng đường đi được trong cái giai đoạn này như vậy chúng ta cũng dùng giống như câu trên chúng ta cũng dùng công thức độc lập thời gian SBC nè là lấy VT bình nè trừ V0 bình nè chia cho 2A nè VT bình nè chỗ này nè Thế vào là 6 bình phương này. Trừ V0 bình là 12 bình này. Chia cho 2 nhân A nè. A các bạn là bằng 6 đó mấy em. Trừ 6 đó. 6 bình phương ra 36. Trừ 144. Chia cho trừ 12. Các bạn bấm máy. Nó sẽ ra. 36 trừ 144. Bằng chia cho 12 bằng đúng không ạ trừ với trừ thành cộng rồi như vậy ra 9 mét nè đúng không ạ rồi do đó câu số 15 chúng ta thấy câu 15 đây đáp án đúng của ông ta là đáp án A đúng chưa rồi tiếp tục Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tục với thầy câu số 16. Xem coi câu 16 nói ra như thế nào đây. Câu số 16 này hơi khó hơn một chút. Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B. Này, chúng ta coi câu 16 ha. đây thì gấp lại cái này dài cho nó dễ hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B đề bài ta cho AB là bằng 400 nè mét nè đúng không ạ cùng chạy theo hướng từ A đến B trên đoạn đường thẳng đi qua A và qua B đúng chưa đây tiếp tục nè đây thầy đọc lại ha à, hai xe máy xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau là 400 và chạy cùng và cùng chạy theo hướng từ A đến B hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B xe máy xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh nhìn đều với gia tốc là 2,5 nhân 10 mũ trừ 2m trên dây bình xe máy xuất phát từ B chuyển động à với gia tốc là 2 x 10 mũ trừ 2m trên dây bình phương người ta hỏi rằng tại vị trí hai xe đuổi kịp nhau thì tốc độ của Xe xuất phát từ A và xe xuất phát từ B lần lượt là bao nhiêu? Như vậy cái hướng của bài toán này đề bài nó nói rằng khi hai xe đuổi kịp nhau thì mình phải cho tọa độ nó bằng nhau. Mà muốn viết được phương trình tọa độ thì các bạn phải phải viết được phương trình chuyển động. Đúng không? Chúng ta phải có hệ hệ quy chiếu, như vậy thầy bài này thầy giải như thế này. Đúng không? Thầy vẽ hệ quy chiếu ra. Đây là trục tọa độ. Đúng không ạ? À? Đây là O nè. Đây là X nè, đây là chiều dương nè. Thầy chọn gốc tọa độ Đề bài người ta chưa chọn hệ quy chiếu như vậy thầy chọn gốc tọa độ O nè. trùng với vị trí của xe A. Đúng không? Xe A chuyển động nhanh dần đều, đây xe B đây. Đúng chưa? Đây là B đây. Rồi xe A chuyển động nhanh nhìn đều với một cái vận tốc nào đó Đây là V0A đi V0A Rồi xe B cũng xuất phát Xuất phát thì chắc chắn nó chuyển động với gia tốc dương Như vậy là cũng chuyển động nhanh nhìn đều Đây là V0 đây Đây là V0A Thầy ký hiệu đây là V0B đi Đúng không ạ Như vậy Chúng ta viết phương trình chuyển động Thầy đã chọn hệ quy chiếu rồi nha thì nó nhắc lại chọn hệ quy chiếu chụp với trùng với quỹ đạo AB đoạn thẳng AB nè gốc tọa độ O trùng với điểm A nè gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát nè rồi chiều dương là chiều chuyển động của hai xe nè đúng chưa rồi thầy ghi phương trình chuyển động của xe A nè nó sẽ có dạng là x không A nè cộng v không A nè nhân t nè cộng 1 phần hai A A nè nhân t bình đúng chưa? Rồi thầy thế số vào nè. x0a nè, từ 0 với a ha ngày trùng nhau. Như vậy x0a là bằng 0 nè. cộng v nè. Đúng không? Hai xe này bắt đầu xuất phát, đúng chưa? Bắt đầu xuất phát thì coi như là v0 này đều bằng 0 hết. Đúng không ạ? Như vậy khi v0 thì bằng 0 thì không ghi 1/2a nè gia tốc của xe A là bằng 2,5 x 10 mũ trừ 2 Như vậy 2,5 chia cho 2 2.5 chia 2 ra 100 1,25 Đúng không? Như vậy chỗ này là 1,25 1,25 T bình Đây là xe xuất phát từ A Rồi thầy giải tiếp tục Thầy viết phương trình xe xuất phát từ B. <laughs> X0B cộng cho V0BT cộng 1 phần 2 ABT bình phương. Đúng không ạ? Rồi. Chúng ta thế số vào X0B là từ 0 đến B. Đúng chưa ạ? Đề bài nó cho là 400 theo chiều dương rồi. V0B thì bằng 0 rồi Hai xe này bắt đầu xuất phát thì vận tốc ban đầu bằng 0 hết Rồi cộng cho 1 phần 2 A Gia tốc của xe A là 2 nè Đúng không ạ? 2 x 10 mũ trừ 2 Đúng chưa? Như vậy nhân 1 phần 2 thì ra 1 Như vậy chỗ này Xin lỗi chỗ này còn là 10 mũ trừ 2 nữa các em Như vậy 125 Nhân 10 mũ trừ 2 chỗ này nữa nha Rồi như vậy chỗ này cộng cho là 10 mũ trừ 2 nhân t bình phương. Rồi, khi hai xe gặp nhau, khi hai xe gặp nhau các bạn cho xa bằng xb. Đúng không ạ? Chúng ta cho xa bằng với xb. Chúng ta giải cái phương trình này chúng ta sẽ tìm được t. Tìm được t chúng ta sẽ tính được vận tốc của nó, vận tốc của xe A và xe B đúng không tại đề bài người ta hỏi tính tốc độ của xe xuất phát từ a và b mà khi hai xe gặp nhau thì vận tốc cái tại cái thời điểm nó gặp nhau thì vận tốc nó là mấy đó đúng không như vậy thầy thế vào thầy giải phương trình là 1,25 t bình phương nhân 10 mũ trừ 2 bằng 400 cộng cho 10 mũ trừ 2 t bình phương thì chuyển qua về, về một vế giải phương trình bậc hai đó như vậy chỗ này là 1,25 t bình 1,25 nhân 10 mũ trừ 2 rồi chuyển qua là trừ luôn trừ 10 mũ trừ 2 đúng không ạ rồi có t thầy đặt t bình phương ở ngoài đó các em rồi à trừ 400 trị cộng 400 chuyển qua là trừ 400 bằng 0 đúng không ạ 1 à, 1,25 trừ 1 thì nó ra là 0,25 tương đương chỗ này là 0,25 x 10 mũ trừ 2 nhân t bình bằng 400 rồi chúng ta bấm máy chúng ta giải cái phương trình này chúng ta sẽ suy ra rồi các bạn chúng ta bấm máy chúng ta giải cái phương trình T này chúng ta sẽ ra là 400 giây. Đúng không ạ? Khi có phương trình T rồi chúng ta thế số vào. Đúng không VT VTA bằng V0A cộng A A nhân T. Nó bằng là 2,5. V0A thì coi như bằng không rồi. Bắt đầu xuất phát mà. 2,5 nhân 10 mũ trừ 2 đó là gia tốc của xe A, Nhân T là 400 thì chúng ta bấm máy chúng ta sẽ dạy nó ra là chỗ này là 2,5 x 400 bằng 1000 1000 nhân cho 10 mũ trừ 2 đó 1000 là 10 mũ 3 mũ 3 nhân 10 mũ trừ 2 thì ra 10 mũ 1 như vậy ra 10 10 m trên dây đó là xong cái câu là v, VTA rồi Bây giờ tìm VTB tương tự như vậy bằng V0B cộng cho AB nhân cho T. Rồi các bạn thế số vào là 2 V0B bằng 0 rồi nha. 2 x 10 mũ trừ 2 nhân cho 400 thì chỗ này ra 8 m trên dây. Do đó nhìn vào đây các bạn thấy đáp án đúng của ông ta là đáp án B. Đúng chưa ạ? Như vậy là thầy đã trình bày cho các bạn là các bước viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều và có một số bài tập minh họa cho các em. Rồi video này đến đây là kết thúc. Các em hãy cho thầy một like, hãy đăng ký kênh, nhớ nhấn nút chuông để nhận được các video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt các em.